Bây giờ mình sẽ coi chiếc máy cày gấp bắp này, gấp lên xe máy cày nha quý vị cho các bạn. Chiếc gấp bắp này nhập nguyên cái đầu là của Mỹ nè, nên nhìn thấy rất là đẹp nha, rất là đẹp, rất là bình thường luôn. Sắp gần đầy xe máy cày rồi. Bỏ lên là phải ém phải dọng xuống cho nó dẻ như vậy là một cái cổ xe như vậy chở phải từ giá 17-18 tấn. Để ra qua lần bên đây cài rồi, tới luôn. Hôm nay nắng lại nha quý vị, nhưng mà cái đất nó còn rất là mềm. Thank you.
máy cày này gấp rất là nhanh luôn các bạn. Nhìn cảm giác nó rất là mạnh mẽ, gấp rất là nhanh, chạy cũng nhanh. Máy cày tới mềm quá, mềm luôn.